Hôm nay chúng ta học về võ thuật. Đối với võ thuật, chiến đấu độc công được xây dựng dựa trên nhiều môn phái, bộ môn võ thuật khác nhau. Đánh! Hoạt động. Quân xanh hoạt động. Bắt đầu tập. Phối tập về vị trí. Vừa rồi các ông chí đã quan sát một tình huống rất cơ bản trong quá trình chiến đấu mà bộ đội công nước có thể gặp phải và buộc phải xử trí mới hoàn thành được nhiệm vụ. Đồng chí có thể cho tôi biết những khó khăn mà quá trình chiến đấu có thể gặp phải. Tôi có thể mời đồng chí Mạc Văn Khoa. Báo cáo đồng chí. Báo cáo đồng chí. Xét về khó khăn thì tôi thấy á, bơi từ dưới nước một quãng đường rất là xa, vì vậy là cơ nó đang mệt mà mình phải đi lên rồi chiến đấu ngay mà không phải với ba người cùng một lúc. Nhiều khi người cầm súng tới trước rồi sau đó mới người cầm dao, thì mình phải lựa những cái động tác rồi những cái thế để mà hạ gục được đối phương nhanh gọn. Nếu mà mình mà làm lâu mà không có được là rất có thể là sẽ đánh động và có thể bị tiêu diệt lại. Cảm ơn đồng chí. Trong quá trình chúng ta thực hiện nhiệm vụ, có thể các tên địch cầm các loại vũ khí trang bị rất là khó ngờ, vì thế mà chúng ta phải có cái linh hoạt trong xử trí. Theo các đồng chí có tự tin, dám làm và dám thể hiện và chiến thắng ở cái tình huống này không? Mời đồng chí Quốc Anh. Báo cáo đồng chí, thì tôi xác định đây là một tình huống rất là khó khăn. Đồng chí có hoàn thành được không? Đồng chí có tự tin chiến thắng không? Tôi sẽ hoàn thành tốt. Cảm ơn đồng chí. Đồng chí Mạc Văn Khoa. Tôi tự tin. Còn đồng chí Quang Đăng. Tôi các đồng chí, tôi tự tin, nhưng có thể cho tôi ôn bài được không? Các đồng chí trong hàng quan sát, đồng chí Quang Đăng sẽ thực hiện ôn nội dung theo yêu cầu. Đồng chí Quang Đăng, đồng chí chọn trang bị vũ khí gì? Xin cho tôi hỏi là tôi là bên quân địch hay là bên quân mình? Đồng chí sẽ đóng trên hai cương vị, đồng chí chọn vũ khí gì? Đồng chí rõ chưa? Dao. Dao, đi lấy dao. Sau này mình gặp lỡ như gặp cướp hay gì đó mà có cầm dao chứ chắc không có cầm súng đâu. Có cầm dao thì mình còn biết đường mình đỡ. Là cầm dao. Không nhớ lắm thôi, đồng chí cứ làm trước. Đánh, đánh. Đúng không? Và sau đó là đúng rồi, gặp cửa tay đúng không? Bắt cửu tay đằng sau luôn. Ép tay mình, ép tay địch vào tay mình nhé. Vâng. Quật. Gỡ tay, gỡ dao ra. Nằm. Báo cáo đồng chí, cho tôi ôn một lần được. Đồng chí Mạc Văn Khoa. Có. Ra vị trí. Có cái súng dài thì em nhớ ở, còn cái dao á. Dao là chưa tập lần nào. Chân trái bước lên trước.
ta. Trái bước chân trái. Đây ạ. Chân trái bước lên trước. À. Đây đúng không? Đuôi tay, đuôi tay, đuôi tay. À đây 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 đây. Đúng không? Rồi. Quật ngã. À. Đồng chí cảm thấy mình đã tập được chưa? Dạ, tôi báo cáo đồng chí động tác này được ạ, còn một cái động tác súng ngắn nữa. Rồi, đồng chí thử động tác súng ngắn. Đúng không? Bước chân này về sau. Bước chân phải. Đây ạ? À? Hạ một người cầm súng rất là khó, thì mình chỉ chậm một cái là bắn mình ngay. Từ bé đến lớn giờ mình chưa bao giờ được trải nghiệm bộ môn võ thuật cả. Đồng chí Quốc Anh, đồng chí Quốc Anh, võ, đồng chí có bị thương chưa? Báo cáo đồng chí tôi chuẩn bị xong. Bộ phận đào tạo chú ý. Bắt đầu thôi tập cơ động về hàng. Lần đầu tiên được trải nghiệm những động tác võ thuật thì cái suy nghĩ của mình á, đó đều là những động tác thật sự rất là khó. Và để khi mà áp dụng trên chiến trường cần phải có một cái sự gọi là ứng biến linh hoạt. Đồng chí chuẩn bị xong chưa? Đồng chí chuẩn bị xong chưa? Ha ha ha.